mèo cái hay mèo đực sống thọ hơn. Ngày nay, những chú mèo lắm lông không chỉ đơn giản là thú nuôi mà còn được xem là thành viên trong gia đình. Vậy bạn có biết ngoài vấn đề sức khỏe và chăm sóc thì giới tính, cân nặng cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của mèo hay không? 1. Giới tính. Theo nghiên cứu mới nhất, sau năm đầu đời thì tuổi thọ trung bình của loài mèo là 11,7 năm. Tuy nhiên, những con mèo cái thường sẽ sống thọ hơn mèo đực. Cụ thể, con cái có thể sống được 12,5 năm, trong khi con đực sống được khoảng 11,2 năm. Ngoài ra, những con mèo bị thiến sẽ có tuổi thọ lâu hơn những con mèo không bị thiến. Thứ hai là cân nặng. Việc chăm sóc sức khỏe toàn diện, trong đó có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, đóng vai trò lớn trong việc kéo dài tuổi thọ của mèo. Trong nghiên cứu, những con có trọng lượng trung bình sẽ sống lâu hơn so với những con nặng hoặc nhẹ cân. Tiếp theo đó là giống loại. Giống mèo có tuổi thọ ngắn nhất là mèo không lông Sphinx. Sau năm đầu đời thì thời gian sống dự kiến còn lại của chúng là khoảng 6 đến 7 năm. Nguyên nhân có thể liên quan đến nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau của chúng. Trong khi đó, giống mèo Miến Điện và mèo Burmese có thể sống thêm hơn 14 năm. Mèo Sim có thể sống thêm 11,7 năm, còn mèo Bengal sống thêm 8,5 năm. Các nhà khoa học nhận thấy các giống này sẽ có tuổi thọ cao hơn các giống thuần chủng. Chính vì thế, nếu bạn muốn nuôi một chú mèo có tuổi thọ có thể đồng hành cùng bạn thời gian dài thì nên tham khảo việc chọn nuôi một chú mèo cái và các giống này. Và đó là những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của mèo. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.